Đầu tiên là một cái xe mẫu xe cực kỳ lướt mà bên Đạt mới thu được anh chị. Vios, phiên Vios E nhưng mà E CVT đó anh chị, E số tự động á. Xe cực kỳ lướt luôn, mới đi có 3.900 cây số rồi anh chị. 3.900 cây số mà đã bán lại rồi. Đó. Camera hành trình đầy đủ mọi thứ luôn quý anh chị. Bảo dưỡng 5.000 mà chưa bảo dưỡng luôn. Cái xe zin còn khá nhiều luôn anh chị, mới đi có 4.000 cây số thôi như một con xe mới thôi anh chị ơi. Xe này thì đang được bên Toyota Hiroshima tất cả mình đặt chậu bán với mức giá là 455 triệu anh chị. 455 triệu. Xe 2022 thì vẫn được bên công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ vay lên đến là khoảng 75% giá trị xe trong khoảng thời gian là 7 năm anh chị. Xe biển số Sài Gòn ha, màu đen ha anh chị ha. Vào cái thời điểm cách đây khoảng 1 tháng trước thì Đạt cũng có bán một cái mẫu xe như thế này nhưng mà đời thấp hơn. Đi khoảng mười mấy nghìn cây số mà với mức giá là 440 rồi anh chị. Đó thì hiện tại giá xe nó cũng chạm đáy rồi anh chị. Thời điểm vàng để mình sở hữu ô tô ha. Tiếp theo là Toyota Innova phiên bản E, phiên bản số sàn anh chị. Xe được sản xuất vào năm 2019. Biển số cá nhân, mang hồ sơ là màu đồng anh kim luôn anh chị. Xe hiện tại đi được khoảng 79.000 cây, 80.000 cây rồi anh chị. Lớp xe ha, lớp xe này thì cũng mới thay lại thôi. Thật ra anh chị nào mà chuyên chạy Innova rồi á thì mình nhìn chiếc xe mình cũng có thể đánh giá anh chị ha. 79.000 cây đây. Xe thì cũng lên được một số đồ chơi chẳng hạn như là camera hành trình nè. Đó. Thảm sàn, cách nhiệt đồ vẫn còn đủ hết quý anh chị. Camera hành trình. Chung là lớp nỉ này vẫn còn đẹp anh chị. Đạt rất thích những cái xe mà lớp nỉ nó vẫn còn đẹp thế này. Bình thường rất là liên lạc luôn chị. Xe mang biển số cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Đó. Xe này thì đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt chào bán là 552 triệu anh chị. 552 triệu ha. Xe này dự kiến khoảng một tuần nữa xong anh chị. 2019 thì vẫn còn được bên công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ vay khoảng 70% giá trị xe trong 4 năm anh chị. 4 năm ha. Tiếp theo cũng tới một cái mẫu xe mà Đạt đánh giá là xe này nó có lỗi anh chị. Xe có lỗi ha. Thì cái phần lỗi nó nằm ngay cánh cửa sau bên phải luôn anh chị. Thì anh chủ cũ ngày xưa anh kể là xe anh bị cấn ha. Thì bên Đạt cũng kiểm tra rồi nè, nó bị cấn, nó bị dập ngay cái mép này. Tiến hành là làm đi chỉ lại chỗ này. Đi sùng lại, cấn sùng ha. Nguyên mạng này thật ra nó chỉ bị ngay khúc này thôi. Ngay khúc này thôi là nhưng mà làm lại cái làm lại nguyên chỉ luôn. Cấn vào trong ngay chỗ này nữa, chỗ này thì có sơn lại nè. Đó, và cái chỗ nặng nhất thì Đạt đánh giá là chỗ này. Nó bị mớp ở chỗ này, gò ra lại mất nguyên sùng, mất nguyên đoạn sùng chỉ luôn. Đây, thì cái cửa này cũng có thể là đã tháo ra luôn á, chắc chắn là tháo ra để cân chỉnh lại. Thì nhiều người nó nói tháo cửa này ra sửa thì Đạt cũng đồng tình vấn đề đó. Cũng có thể là tháo ra sửa và cũng có thể là tháo ra chỉ để cân chỉnh lại cái cửa đi. Để sao cho khi mà đóng lại nó không có bị lệch thôi. Xe này thì 2020 máy dầu số tự động nha anh chị. Form cũ 2020 nó có hai form nhưng mà xe này form cũ anh chị. Xe này đang được bên Đạt chào bán là 902 triệu anh chị. Đó. Trừ cánh cửa ra thì xe rất là đẹp luôn, từ nội thất cho tới là bên ngoài. Đây, nhìn cái vô lăng này thì khá là đẹp luôn, vô lăng nguyên zin anh chị. Mới đi có 44.000 cây thôi. Nội thất cực kỳ đẹp anh chị ha. Nhìn xe lỗi thì bán giá theo giá lỗi anh chị, chứ không thể nào xe lỗi bán như xe đẹp được. Thì anh chị nào quan tâm thì có thể là liên hệ lại Đạt để Đạt hỗ trợ thêm thông tin về xe này ha. Đó. Rồi, mẫu xe tiếp theo là muốn giới thiệu tới quý anh chị là một cái mẫu xe crossover hạng A Toyota Ray, xe được sản xuất vào năm 2022. Siêu lướt luôn, mới đi có 12.000 cây số anh chị. 12.000 cây số phụ kiện á, thì cái người chủ cũ á, là một vị khách nữ đã lên cũng khá là nhiều đồ chơi luôn, mới đi có 12.000 cây số này thôi. 12.383 cây số ha anh chị ha. Đó, nội thất là cực kỳ đẹp như một mẫu xe mới luôn. Chị cũng có lên hai cái màn hình, hai camera cặp lề anh chị. Đó, chạy cho nó đỡ va quẹt. Canh không được á, đó, camera hành trình, phim cách nhiệt. Nói chung á là những cái phụ kiện cơ bản trên một cái mẫu xe thì chị cũng đã lên đủ hết rồi anh chị. Màu trắng cực kỳ đẹp ha anh chị ha. Đó. Xe này thì đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt chào bán là 525 triệu anh chị. 4 lốp là nguyên zin theo xe và lốp scooter thì chưa hạ nha anh chị ha. Đó. Ở thật đây. Xe này thì nó có một cái lỗi bé xíu 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 là nó bị
ngày xưa nó bị cấn ngay chỗ này chút xíu nè anh chị, cấn ngay chỗ này nè đó, nên là nó làm tức, nó bị nứt cái chân đèn thì đã được hàn lại rồi. Xe này thì được bên công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ vay lên đến là khoảng 75% giá trị xe trong 7 năm anh chị ha. Xe này thì anh chị đưa trước đâu đó khoảng dưới 200 triệu thì mình có thể nhận xe được rồi anh chị. Và tiếp theo nữa là Toyota Camry anh chị. Camry 2.5Q, xe mang một lớp sơn màu trắng ngọc trai cực kỳ đẹp luôn anh chị. 2019 nha anh chị ha. 2019. Nhưng mà chủ đi cực kỳ dữ luôn anh chị. Tới thời điểm hiện tại mới đi bảy mấy ngàn cây số thôi. Đó, bảo dưỡng là full hãng. 5.000 cây, 5.000 cây là bảo dưỡng tại hãng anh chị. Xe đi 70.000 cây đây anh chị. Đó, nội thất thì cực kỳ đẹp, xe cũng được trang bị camera hành trình đầy đủ hết ha anh chị ha. Nội thất đẹp lắm anh chị. Mà giá thì cực kỳ siêu rẻ luôn, anh chủ cũng lên được hai cái màn hình sau anh chị. Đó, nội thất cực kỳ đẹp luôn, đi giữ rất kỹ luôn anh chị. Camry 2.5Q mang biển số cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh luôn anh chị. Sơ cua thì chỉ xài được vài lần thôi, hình như là đặt nghỉ á, là tháo xuống chỉ đầm vệ sinh thôi anh chị. Đây. Đẹp lắm anh chị. Xe 2019 lốp đồ còn dày cui vậy anh chị ha. À, lốp này thì mới được anh chủ thay lại vào năm 2022, bốn cái lốp luôn nha anh chị ơi. Lốp đây. Xe này thì đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt chào bán là khoảng 870 triệu anh chị. 870 triệu Toyota Camry 2.5Q 2019 anh chị ha. À, xe 2019 thì vẫn được bên công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ vay lên đến là 70% giá trị xe và trong khoảng thời gian 4 năm anh chị.